Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bọ Ú House. Và ngay sau đây sẽ là bài huấn luyện số 3. Lệch lên xuống. I'm a true pig. Về công tác chuẩn bị chung thì vẫn bao gồm 1 là đồ thường và 2 là không gian. Ngoài ra đối với bài tập này thì chúng ta cần phải chuẩn bị thêm một chiếc hộp để làm sân khấu cho các bé. Và mọi thứ đã sẵn sàng. Ngay sau đây không để các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta sẽ bước ngay vào giai đoạn đầu tiên rất là quen thuộc. Đó là giai đoạn nhận biết. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn kết hợp giữa lệnh tay và khẩu lệnh. B. B B. B. Lên. B lên. B xuống. B. B. Lên. B. Xuống. Xuống. B. Lên. B. Lên. B. Lên. Lên. Đúng rồi. B xuống. Xuống. Đúng rồi. Giai đoạn 3, ghi nhớ. B lên. Lên. B xuống. Xuống. Đúng rồi. B lên. B xuống. B lên. Ok, quay đã. Và cuối cùng là giai đoạn kiểm tra. B quay. B lắc. B xuống. B. B. B B lên. Lên. Đúng rồi. B xuống. Bài huấn luyện đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên vuốt ve, dành những lời khen và thưởng cho các bé thật là hậu hĩnh nhé. Bye!